Rồi trong cuộc sống sẽ có những cuộc tranh luận xảy ra mà vài tình huống không thể im lặng Vậy làm sao để giữ chánh niệm khi cãi nhau Khi mình phải đối đáp với người đó Ví dụ như khe nghe, khi nghe ai đó nói gì không hài lòng thì niệm sân ngà sân ngà Hay niệm nghe nghe có đúng không sư? À, thưa với quý vị đó, nếu như quý vị chánh niệm thì quý vị không có cãi nhau mà mình có cãi nhau thì có nghĩa là mình không có chánh niệm chứ đừng có đòi mà chánh niệm cái lúc cãi nhau nha nó nó, nó kỳ khôi lắm à, nhưng mình nói như thế này khi mà quý vị gặp cái trường hợp như vậy đó mình lo giải quyết tâm sân của mình trước có nhiều cách à, hoặc là mình bỏ đi chỗ khác à, hoặc là mình kiếm cái chuyện gì khác để mình làm à, hoặc là mình à, làm thinh mình lo giải quyết tâm sân của mình trước khi nào tâm sân mình chưa giải quyết thì im lặng làm ơn làm phước đừng mở miệng ra nói bất kỳ điều gì tại sao tâm dẫn đầu các pháp tâm làm chủ tâm tạo tác nếu nói hay hành động với tâm ý ô nhiễm khổ não liền theo sâu như xe chân vật kéo mình mở miệng ra mà bằng một cái tâm bất mãn á nó sẽ đem lại hậu quả xấu thôi nha rồi khi mà nếu như quý vị giải quyết xong tâm sân của quý vị rồi mà quý vị mở miệng ra đó làm ơn làm đúng năm chuyện này trong tăng chi bộ kinh nhịn sư thứ nhất mình nói đúng sự thật cái thứ hai nói đúng thời điểm có nhiều khi họ không sẵn sàng họ nghe họ chỉ muốn nói thôi <laughs> im lặng nói đúng thời điểm người ta muốn nghe mới nói không muốn nghe đừng nói cái thứ ba nói có lợi ích nha yeah những cái chuyện tào lao thì không cần nói cái thứ tư nói biết khéo lựa lời mình lựa lời làm sao cho người ta chịu nghe đó chứ còn mình nói mà cái kiểu sóc không sóc ốc á thì mình phải suy nghĩ lại phải biết lựa lời mà nói nha sư không kêu quý vị phải nói ngọt tại vì có những trường hợp mình phải nói nghiêm có những trường hợp mình phải nói nhẹ cho nên cái quan trọng mình phải biết lựa lời mà mình nói và cái điều cuối cùng đó là gì? Nói bằng từ tâm. Mở miệng ra mà cái sân nó trào lên là nín. Chừng nào mình mở miệng ra mà cái từ tâm nó lên á, thì đó hẳn nói. Quý vị mở miệng ra mà nói được bằng năm cái chuyện này đó, à, rồi thì quý vị muốn tranh luận thế nào cũng được. Mà sư tin là quý vị có được năm chuyện này, quý vị nín thôi chứ không muốn tranh luận nữa. <laughs> vô đen là tôi thấy cái, cái khúc, uh, trong cuộc sống. Vô đen đó. Bật lên mình tôi cái câu hỏi này nếu như mà giá như nó chỉ có khúc dứa khúc bơ đen đó đẹp luôn đẹp luôn cái câu hỏi này là cái câu hỏi để mình tu tập để mà mình bớt phiền não đi để cho cái cuộc sống của mình nó an lạc cái sự cãi nhau á quý vị biết cũng không bao giờ đến hồi kết đâu trên facebook thì mình làm anh hùng bằng phím ở ngoài thì mình nên anh hùng cái miệng nha yeah. Hồi xưa xưa cũng hay đi uh, lấy vật pháp đi nói trên mà bình luận các rút thời gian dẹp luôn đó tại đụng trận giết mình thấy nó không được gì hết mà ngược lại lỗ lỗ là mình sân sân ta nói sai mình sao tự nhau thực ra khi mình đấu đáp nhau mà nó, nó nó đã không được thượng hòa rồi đó nó được nó nó có cái sự gọi là không có đồng điệu rồi đó thì rất là khó để câu chuyện nó tiếp diễn nữa cho nên mình thấy nó không đồng điệu rồi nó có xích bích, chút xê dịch chút chứ giống như vua uh, Melinda và Đại Đức Nagasana Melinda Đức vua hỏi uh, Đại Đức Nagasana hỏi uh, Đức vua rằng á uh, là đại vương vấn hỏi bằng tăng với cái vai trò là một người trí hay là một ông vua nếu mà đức vua trả lời là nếu tôi hỏi ông với một ông vua là không còn cuốn mi tiên để coi đâu ông na tiên ông sách dép đi về luôn ngài na tiên ngày quải về mày đi về luôn nha cho nên đức vua mới nói là, là thưa đại đức chậm hỏi với vai trò là một người trí thì lúc đó mới có cái câu chuyện tiếp diễn Là nguyên cái cuốn mây tiên Để giờ nó có những câu hỏi rất là hay do trọng Chứ nếu mà Đức Vua Mà trả lời là Tôi trả lời là, hỏi bằng cái Từ giai trò của ông vua là Ngày na tiên này quay gót Goodbye Không không có gì để nói Thì á Cái gì nó để cho mình được Cái là gì Mình biết mình nín lúc nào và Lúc nào lên mở miệng Là cái đầu Cái đầu nó cũng khó lắm tại sao trong đây nó sẹt xẹt trong này rồi ví dụ như một cái vấn đề anh đang nói với vị đó tự nhiên đây nó, nó tự nhiên cái kinh nghiệm á nó cho mình biết là tới đây thôi nó cho mình biết là tới đây thôi thì, thì cái này ví dụ phải luyện nhưng ở đây nhắc khá quý vị con người mình nó có cái sở trường và cái sở đoạn có người không có hợp cho cái vai trò gọi là làm luật sư hay là làm phiên tòa làm tòa án có nghĩa là không có hợp cho cái chuyện đi cãi đi ra là đi giải thích cho người ta mà cứ ham đi nói là chết nha mình biết mình dở về vấn đề thuyết phục người khác thì làm ơn nên có những người họ dở thuyết phục người khác nhưng mà họ cứ khoái mà đặc biệt cái này nè dở trong chuyện thuyết phục người khác nhưng mà lại giỏi giáo lý rồi thành cái người chiên đi cãi lộn vì thuyết phục không được là nó sẽ gây cấn liền mình thấy số sáu số sáu để chứng giữa hai người hai đầu thằng nói số sáu thằng nói thứ chín nó tới mai luôn còn cái chuyện mà mình cãi nó hồi là mình sân á tại vì mình nói nữa người ta đó câu đầu là người ta đính nè ví dụ như thay vì câu thứ ta thứ năm là bắt đầu mình nó sân lên và ở đây mà mình nhưng khi mình sân mình biết mà trong đây nó nổi lùm đùm mà nè mình lại không muốn bỏ ngang cái chuyện tới đó là người ta bỏ ngang là cái đó là lỗ rồi đó. Mất mà. đáng lẽ anh ta buông từ lúc câu đầu tiên trong cái cuộc câu chuyện đó là chích có nghĩa là nó không đồng điệu bàn hai cái dụ sư hành chưa sinh tệ đang bàn vấn đề tuy rằng nó trái chiều nhau nhưng mà nó còn trên tinh thần hòa bình chưa nói tôi nghe tôi nói sư nghe ha mình, mình so sánh hai ý kiến này thử cái nào đúng nó là trên tinh thần người trí nhưng trên tinh thần cái tôi là nghĩ đi về mạnh nay nấy lo tại vì sao nhà mình đang cháy mà mình lo cái sân ông hàng xóm còn gác mình qua mình quét nhà mình nhà cháy rủi cái nhà mình luôn tâm sân nó cháy để được cái này á là mình phải luyện giống như một cái người võ sĩ đó mình thấy trong phim không họ quýnh kiếm họ phải tập hoài tập thằng ngày tập thì gan đụng chuyển cái chiêu đó xuất gạch chú cũng vậy hàng ngày mình phải tập mình nhắc nhở thí dụ à, mất okay. rồi mình đối là mình hay mình hay đi đối đáp với người ta và khi đối đáp như vậy mình sẽ sân thì mình nhắc mình hàng ngày mình và quán niệm Ừ à, nó khi nào biết mình sân nhớ bỏ đi nha ví dụ vậy thì mình nhắc mình hoài mình có cái quan niệm nó thành một cái râm rứt trong người thì khi mình gặp ai mình nói chuyện mà nó lỡ cái tâm sân mình nó sinh khởi lên khi mà cãi co thì lúc này cái quán tính nó cho mình cái bản năng thứ hai là mình đứng dậy đi luôn cái này sư đã tập và sư đã thành công sư mà nói chuyện với ai mà một tí mà nó sanh phiền não sẽ đứng dậy sẽ đi liền tại sao đi được tại vì mình căm rứt hàng ngày đó là một cái nỗi đau của chính bản thân mình Tại vì khi mình thấy mình ngồi đó mà mình lát nữa mình cự lộn là mình về mình thấy mình thất bại là mình chán nản cái cuộc đời liền Mình tu mà ta Mai Phật là Phật tu bắt cạo đầu Có gì gờ lên chọc lóc Mình khác người ta Cho nên á mình phải hàng ngày mình phải quán niệm Khi mà ngày ngày hàng ngày phải Phải râm rứt trong lòng phải đặt đó là một cái điều gọi là Ấp ủ Ấp ủ là gì nhớ nha mình nhắc mình hàng ngày có lắm. mình nhắc nhiều lần như vậy đó, thì nó mới thành cái quán tính lúc mà cái cái việc nó xảy ra lúc nó cái bản năng mình đó, nó mới nhảy ra là cái giống như mình tưởng tượng trong lúc đó có hai thằng vậy đó cái thằng cái thằng kêu mình cãi nó đi với cái thằng kêu mình đi về yeah, đi á yeah. là cái thằng kia nó khỏe hơn cái thằng nào khỏe hơn là mình nghe cũng vậy cái bản năng của mình là nó giờ là cãi tới bên nhưng mà sao mình mới quân tập cái bản năng thứ hai là biết sần đi bỏ đi thì cái bản năng thứ hai nó khỏe hơn cái bản năng thứ nhất mình phải tập cho mình một cái thói quen khi nói mình ngửi được cái mùi sân ngửi được cái mùi trái chiều về cái cuộc tranh luận là nên đôi khi sư tiếp xúc với các vị khác mình luyện rồi mà mình nói họ bắt đầu hai bên có chuyện mình thấy cái mùi thuốc súng à ba người vậy nè tôi ngồi tôi nên thành thiền luôn hai em kia ngồi gây gây tôi ngồi tôi thiền không mình đi thì mình sợ bị người ta kêu bằng gì đó nó kỳ mình bỏ mình đi thì giống như xem thường người ta mà mình ngồi đó là mình không gấp lời mà ông đang nói hai ông kia ngồi gây lộn luôn đúng xung mất nhá thì, hoặc là mình nín thinh rồi mà họ cứ nói hoài thì ở đây nói lại câu nãy nãy sẽ có nói trong mấy cái vấn đề trước đó là quý vị phải chiêm nghiệm học cái sự im lặng im lặng hay lắm mà giống như là cái điện hợp này nó giống như là cái cái giọt nước mắt hoàng tử rồi phép tức là cái giọt cái cái thủy tinh mà người ta lấy cái cái thủy tinh người ta bỏ vô cái cái cái, cái nước đó nước đó thì nó sẽ ra một cái giống như là giọt nước mắt vậy đó cái đầu bự của cái, cái giọt nước mắt thủy tinh đó, nó cứng rất là cứng nhưng mà cái đầu nhỏ dưới này là chỉ cần búng nhẹ cái nó vỡ liền vỡ luôn nguyên cái giọt nước mắt đó cái giọt nước mắt rùa phép hoàng tử rùa phép này nó cũng giống như trường hợp này vậy đó tức là khi mình đúng một cái rồi là mình vững như bằng thạch đứng cho là xong không ai đụng gì được tới mình không muốn nói mình không muốn nói là trong đây nè trong đây nó không muốn nói nè tại mình biết mình nói ra lỗ còn mình cứ tưởng mình nói ra mới mới lời là thua là mình đang búng cái bạch vô cái cái phần dưới cái phần nhỏ cái phần mà cái giọt nước mắt nó, nó cái phần uh, nhỏ xíu như này nè chỉ cần bún nhẹ cái nó vỡ nhưng mà cái cái phần cứng ở trên này cái phần bự trên này đạn bắn không xuyên luôn nó cứng tới mức vậy chỉ là thí tinh thôi Thì cũng vậy mình phải chụp cái đầu trên này nè mà mình mình im làm